Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm của bộ dàn tới từ thương hiệu Panasonic ạ. Chuyển qua một đoạn nhạc vàng rồi nhá, nhạc nhẹ. Nhặt hoa đêm cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu. Phút chia tay dầu dầu, tiếng thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình anh, vọng sao mong thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài. Âm nghe rất là hay mọi người nhá, chơi đa thể loại nha. Dạ vâng, em xin giới thiệu cho mọi người một bộ dàn tới từ hãng Panasonic. Vâng, hãng Panasonic mọi người nhá. Bộ dàn khá là đẹp, 80% trở lên, có màu đen. Loa thì thiết kế có âm thanh tép 3D, phách tán ra ba hướng mọi người nhá, nên nghe nó khác hẳn những bộ khác. Đây, âm thanh tép của nó đây, nghe tép rất là nhuyễn luôn. 3D patch sâu đây, lưới gắn liền, nên là xin phép mọi người là em không cậy tháo ra nữa nhá, cậy tháo ra nó dỡ nó sứt đi điện xấu rồi. Xin cam kết là hàng zin nguyên bản, zin 100%. Đây, lỗ thông hơi bên dưới đây, lưới loa thì rất là đẹp, không rách một tí nào cả. Đấy, cái mặt trước của nó không rách một tí nào cả, còn phần nãy ở giữa đây cũng rất là đẹp luôn. Cái đèn nháy này chúng ta có thể điều chỉnh được mà nhá, chúng ta điều chỉnh như các kiểu nháy khác nhau. Đó, rất nhiều kiểu nháy. Đó là kiểu aqua laser, đèn nháy. Chức năng thì bộ đài mọi người nghe cho em hai chức năng, đó là điện thoại, TV, máy tính và đài radio full tần số 108. Đấy, điện thoại, TV, máy tính thì mọi người bấm hộ em nút AUX này, gạch chéo MD này. Chúng ta bấm thì màn hình sẽ hiện chữ AUX như vậy. Bộ đài màn hình rất là sáng mọi người nhá. AUX. Đấy, là cảm giác phía sau, lát em sẽ quay phía sau. Tính năng thứ hai là chúng ta nghe qua đài radio thì bấm sang cho em nút tuner. Đấy, chúng ta bấm tuner thì nó sáng cái nút tuner lên, mọi người thấy chưa, sáng tuner lên đấy. Và kênh thì chúng ta dò bằng cách là bấm hai nút mũi tên này tới và lùi đây, kênh 103.5 nhá, kênh VOV2. Một cánh đồng hoang tăng giảm bát này, khô cằn giảm bát lại bị trộn thêm mảnh pháo đầu màu dây thép gai, làm A phải cúm rúm dò từng bước. Anh đi dép Nhật vừa bị dây thép gai đâm thủng bàn chân đau điếng. A cho biết đây là một sở Mỹ đã bỏ. Khi qua khỏi một con đường nhỏ, chúng tôi tới gần một xóm. Con đường nhỏ dần vào xóm hiện lên trắng mờ mờ, có một tàu rửa khô nằm trắng ngang. Xóm im lìm. Đài nghe rất là êm người nhá, rất là ấm. Rồi em đo kích thước ạ. Con này có tổng chiều rộng là 70, chiều cao là 34 và chiều sâu của nó sâu là 32. Đây là về phần kích thước. Để em quay mặt sau nhá. Đây là mặt sau này, thùng vách bằng gỗ hết mọi người, bằng gỗ hết. Đây là phần mặt sau này. Loa máy thì buông thành sát cạnh, buông thành sát cạnh.
Công suất mỗi thùng là mỗi loa là 100W, chở kháng 6 ohm và số series là 0407. Bên này cũng vậy. 0407 100W mọi người nhá. Đấy. Series của máy là 575. 575. Đây là dây anten mọi người nhá, em đấu để bắt sóng. Dây anten. Đây là dây 3.5 thì chúng ta nghe điện thoại, TV và máy tính này. AUX cắm xem hai cái trên nhá, hai cái dưới làm hình ra. Đây là dây loa, cứ cắm đúng màu xem là được. Đấy. Mặt sau đẹp nhá mọi người, đẹp. Vâng, và cuối cùng là giá cả thì em để công khai ở góc phải màn hình đây. Ai có nhu cầu một sản phẩm liên hệ với em. Zalo và số điện thoại của em ở trên bảng hiệu, em Doanh Audio. Vâng, và em cũng xin phép được dừng bộ này tại đây để chuyển các bộ tiếp theo ạ.